Hello, xin chào mọi người. Dạo này Phượng bận quá không ra video được vì một vài lý do ấy. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với bạn một video, và đây cũng chính là hình xăm trên người của mình luôn nhá. Đây là hình xăm thứ hai mà Phượng có ở trên người. Các bạn thấy bên trái là có một cái chữ lớp do xeo, và thứ hai đó là hình con ong này. Bây giờ mình sẽ xăm nhá. Các bạn cùng theo chân mình nào. Các bạn biết mình vừa đi ở đâu không? Đấy chính là đường ở Hà Nội ấy. Phượng sống ở thành phố Hồ Chí Minh và Phượng ra Hà Nội để xăm hình này. Đây là quá trình mà đầu tiên Phượng đã đến tiệm xăm, đó là thiết kế hình xăm. Sau khi mà thiết kế và tư vấn một hồi ấy, thì anh in ra được cho mình một cái bản thiết kế như thế này và đo đã vừa tay của mình. Sau khi mà thiết kế xong thì anh dùng giấy để scan. Đó. Nếu bạn nào chưa từng đi xăm chắc các bạn cũng không thể biết cái quá trình này, và hôm nay mình sẽ quay lại hết cho các bạn cùng xem luôn. Lần đầu tiên mình cảm thấy là xăm hình là cần phải tỉ mỉ như vậy luôn đó mọi người. Chỉ riêng cái việc mà chỉ ngồi kẻ những cái ô này và scan hình con ong này ra giấy than để chúng ta có một cái hình để in lên tay thôi ấy, thì nó cũng mất khoảng 30 phút rồi. Rất là lâu luôn ấy. Và sau khi mà scan trên giấy xong thì mình được có dán lên tay, tức là mình được lưu lại cái hình, một cái hình trên tay để xăm theo cái hình đó. Để có được một hình xăm đẹp thì cực kỳ là phức tạp luôn đó mọi người. Đó, bạn thấy không? Đầu tiên là mình sẽ được scan lên tay như vậy nè. Đây là lúc mà anh thợ xăm lấy mực ra. Đó. Mình không nhớ là bao nhiêu màu nữa, nhưng mà mình thấy rót rất là nhiều loại mực luôn ấy, từ các cái màu như là màu đen này, màu xanh đậm này, màu xanh nhạt, màu xanh rêu này, màu vàng cam, màu vàng chanh, rất là nhiều luôn ấy, để ra một hình như thế. Rồi đây là lúc mà mình mới bắt đầu xăm này. Ôi cái cảm giác mà cái kim mà siêu nhỏ luôn này, nó đâm vào da ấy. Ngày xưa là Phượng cực kỳ sợ cái kim tiêm luôn ấy, nhưng mà từ hồi đi xăm thì mình hết sợ kim tiêm luôn, bởi vì đi xăm thì nhiều kim hơn, và đặc biệt thì mình sẽ không sử dụng mà ủ tê nha mọi người, mình xăm sống luôn đấy. Riêng cái khoảng mà đi những cái nét mảnh nét nhỏ như thế này là thấy ê cái tay rồi nhưng mà vẫn còn chịu được nha mọi người, cũng không gọi là, theo mình thì cũng chỉ hơi tê ê một chút xíu thôi, chứ không có gì là đau hay là khó chịu hết đấy. Sau khi mà anh ấy xăm tổ ong xong á, thì đến xăm các cái chân, thì suốt trong cái quá trình xăm này thì mình ngồi mình theo dõi luôn nha mọi người, chứ mình không hề coi điện thoại hay là coi mấy cái khác, mình ngồi mình theo dõi luôn. Và các bạn biết tại sao mà mình đi xăm cái hình này không? Thực ra thì mình thì không phải là một người thích nhiều hình xăm trên người cho lắm, nhưng do là dạo này mình muốn đi học xăm và mình muốn là mình sẽ trở thành một người xăm, nên là mình chọn cái mình đi xăm một số nơi thử xem là cái chỗ nào mà xăm đẹp, xăm ok, hoặc là làm việc có tâm các kiểu, thì mình sẽ xin ở lại để học xăm. Ở Sài Gòn thì mình cũng xem và tham khảo một số nơi rồi, nhưng có vẻ như không hợp với mình, thì mình có đi ra tận Hà Nội. Đầu tiên là mình đã đến tiệm xăm để xăm thử cái hình này trước. Mình xăm và mình cảm nhận cái phong cách làm việc, cũng như là môi trường, cũng như là hình xăm như thế nào, thì bắt đầu mình sẽ xin đăng ký học. Thực ra là cái video này thì mình quay cũng khá là lâu rồi, bây giờ là mình đang học tại đây rồi. Mình học cũng được khoảng 1 tuần rồi, và mình không có thời gian nhiều ấy, nên là chắc là mình sẽ học cỡ khoảng 10 ngày, sau đấy mình sẽ trở ra ngoài Hà Nội để mình học tiếp, tại vì là mình đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh mà. Nếu trong quá trình các bạn xem này á, thì các bạn cũng thấy ha, con hình này rất là cực kỳ phức tạp và nhiều màu luôn ấy. Mình xăm tới tận 4 tiếng cả thiết kế lận mà. Các bạn nhìn mặt mình thì biết mình không hề đau chút xíu nào luôn ấy, và mình đã ngồi mình xem hết quá trình mà xăm cái hình này luôn. Lúc mà mình ngồi mình xăm cái hình này này, thì mình không biết là anh này có phải là chủ tiệm hay không, hay là anh này là một thành viên trong tiệm xăm này. Bởi vì lại mình thấy tiệm xăm có rất là nhiều người, vừa học viên này, vừa người dạy này, vừa chủ tiệm này. Thì mình cũng có hỏi thì anh là một thành viên xăm ở tiệm này, nhưng mà mình thấy trời ơi,
xăm mà kỹ lắm luôn ấy. Nhất là khi mà mình xăm xong rồi ấy, mình còn được thêm một số những cái mắt như kia nữa. Bởi vì là khi mà xăm xong thì anh kêu là hình xăm này thấy vẫn thêm một chút xíu những cái mắt mắt kia lả lơi nữa thì nó sẽ đẹp hơn, sinh động hơn, thì mình cũng ok. Và lúc mà mình học xăm này thì tất nhiên là mọi người đều không biết là mình đến đây là xăm lên người, và mình muốn học lại sau khi mà xăm xong vài ngày nó bong ra thì mình mới quay lại để mình xin học. Thì hiện tại thì mình đã học ở đây được một tuần rồi. Tiệm mình học là Su Trần Tattoo nha mọi người, ở chỗ 67 Hàng Than. Và anh mà đang xăm cho mình thì là Việt Hùng. Hai người này đều ở trên TikTok ấy. Thì thực ra là khi mà mình biết tới tiệm xăm này thì không có xa lạ mấy, bởi vì mình lướt trên TikTok rất là nhiều tiệm xăm luôn. Và mình vô tình thấy một hình xăm, chắc có vẻ như là cái video đấy được lên xu hướng ấy, nên là mình thấy cái video đấy trước khi mà các cái video khác xuất hiện. Mình thấy có rất là nhiều video luôn, sau đó thì mình mới click vô, mình follow hai anh này. Thì mình đến và mình học xăm, thì mình khi mà mình kiếm tới tiệm ấy, thì một môi trường á, các bạn ở đây học cũng khá là đông, và mình thấy một môi trường rất là kiểu chuyên nghiệp ấy, thì vô xăm là mình đã lại rất là ưng rồi. Các bạn biết là tại sao hình xăm này lâu không? Bởi vì hình xăm này nó thuộc một thể loại tả thực, tức là mình xăm một cái hình giống như ngoài đời thực ấy, nó về cái trên người mình thì nó còn được gọi là tả thực, nên là nó rất là khó và cầu kỳ. Nếu mà các bạn muốn sở hữu một hình xăm như vậy thì một người thợ xăm ấy phải có tay nghề rất là cao thì mới có thể xăm được mấy cái hình như thế này ấy. Mình cũng đã theo một đại học ở đây được một tuần rồi. Thì một tuần vừa qua thì mình được học vẽ này, được học xăm chuyên gia giả này, được làm quen với máy xăm này, được làm quen với những cái hình xăm nhỏ mini hơn. Và trong thời gian tới ấy, thì mình có thời gian học nhiều hơn, thì chắc chắn mình sẽ học đến cái bộ môn tả thực này nha. Các bạn nghe, cái lúc mà đến xăm cái khúc này này thì cũng hơi thấy đau đau ấy. Mà mình hỏi là sao khúc này nó lại đau hơn khúc lúc nãy, thì anh bảo là bây giờ cái vùng da này nó đã hơi bị sưng lên rồi thì chắc chắn là xăm nó sẽ đau hơn đấy. Và các bạn biết là xăm mà cái khúc này á, hơi đau đau nhất là khúc nào không? Thì ở cái chân con ong ấy, nó có một cái túi gọi là túi phấn hoa ấy. Và lúc mà chấm như này này đó, cái phấn hoa nó nhiều ấy thì phải chấm bằng tay, thế là cái rất là nhiều dấu chấm luôn đó mọi người, cực kỳ nhiều các cái dấu chấm luôn ấy. Mà lúc cái vùng da nó bị tấy lên, nó cái màu vàng nó không thấy, nhưng mà mấy bữa sau ấy, khi mà nó cái vùng da nó không đỏ nữa thì nó lại thành màu vàng. Như các bạn thấy là trong hình, cái hình xăm của mình là toàn là màu vàng đúng không đấy. Trời ơi, xăm cái con ong này ấy, nhiều khi ấy, mọi người lại tưởng là có con ong đậu trên tay ấy chứ, nhìn nó cực kỳ xịn luôn ấy. Lúc này là hình xăm của mình chuẩn bị xong rồi này đấy, đang xịt cái, mình cũng chẳng biết là cái gì. Cái này là chắc là nước vệ sinh hình xăm. Bây giờ thì anh ấy còn ngắm nghía một chút xíu rồi xem lại xem là có thêm điểm gì không, thiếu điểm gì không, nhấn nhá thêm một chút xíu. Như mình đi xăm mọi người hay nói là cái khúc mà nhấn màu trắng hay là nhấn nó đau ấy, thì mình cũng hỏi anh là có phải là màu trắng nhấn vô ấy, nó là đau nhất không, thì anh kêu là thực ra là nhấn màu trắng là không phải là đau, mà lúc mà hình xăm đã gần kết thúc rồi là tất cả các vùng da đều sưng lên rồi, thì nhấn cái màu trắng cuối cùng ấy thì nó sẽ nhấn vào những gần vùng sưng đó thì nó sẽ đau hơn thôi, chứ thực ra là màu trắng màu đen thì xăm cũng đều như nhau hết á. Cái không phải mình nói là chứ nếu mà muốn cho cái hình xăm nó giống thật hơn thì mình có nên làm cho con ong thêm một cái ít bóng không? Bảo là, tất nhiên là anh bảo là tất nhiên là có rồi, mình sẽ thả cho nó thêm một ít bóng giống như cái bóng của con ong ấy, giống như là nó đậu ở trên tay mình thì ở dưới cái chỗ mà nó đậu ấy thì nó sẽ có một cái hình bóng giống như là im chang một con ong thật đậu trên da vậy đó. Các bạn xem lên đây thì chắc là thấy giống con ong rồi đúng không? Các bạn cũng thấy là hình xăm này quá đẹp luôn đúng không? Giống như mình thôi, mình đây là vượt qua sự mong đợi của mình luôn. Hình xăm quá đẹp luôn ấy. Các bạn nhìn kìa, cho cái cánh như cái cánh luôn ấy. Cái lúc này vẫn còn tươi tắn lắm, ngồi là vừa xăm vừa nói chuyện được, không có gì gọi là đau đớn hay là khó chịu hết. Và cái hình xăm khi mà mình về nó cũng chả có đau hay rát gì. Cái khúc này là sắp xăm xong rồi này,
Thế mà mình nói là xong chưa, xong chưa? Anh kêu là ở cái khúc ở tay này này, nhìn nó hơi thiếu thiếu. Nếu mà mình làm cho thêm một số những cái hình lục giác mà nó rơi thì chắc nó sẽ đẹp hơn. Đấy, các mọi người thấy không? Xăm xong rồi, tất cả thứ là xong xuôi hết rồi. Mà còn giật lại, scan thêm mấy cái vết như thế để xăm thêm. Các bạn thấy không? Thợ xăm có tâm nhất hệ mặt trời chưa? Đấy, nói thế thôi. Thêm một chút xíu hình là thêm một chút xíu đau đấy mọi người. Giờ này là ngồi là cũng kiểu thợ xăm với cả khách xăm là cũng ê ẩm với cả người rồi. Các bạn thấy không? Một hình xăm quá đẹp luôn. Lúc này là mình đang nhờ bạn mình này quay toàn bộ cảnh này. Ở bên trái của mình có một bạn đang xăm kìa. Các bạn thấy hình không? Cái hình này mình có coi trên TikTok rồi này. Hình như là cái phần đầu, khúc mà lúc đầu bạn xăm ấy. Bây giờ mình có coi lại. Xăm mà cười lắm. Bởi vì là cũng có chả đau cho lắm đâu. Nên mọi người đừng sợ khi đi xăm nha. Cái chỗ này á thì mình nói anh ấy là anh viết cho em cái ngày tháng mà xăm cái hình này lên cho em. Mà viết nhỏ nhỏ thôi. Đấy, thế nên là mình mỗi một hình xăm của mình mai mốt mình sẽ để lưu lại ngày tháng mà mình xăm lên. Mọi người thấy có hay không? Rồi, video của mình cũng đến đây là kết thúc rồi. Thì hiện tại thì mình đang học ở tiệm xăm này, Su Trần Tattoo. Mình có gắn link bên dưới ấy. Nếu các bạn nào mà muốn xăm hình hay là muốn trải nghiệm giống như mình, hoặc là muốn đi học thì các bạn có thể click vào link bên dưới. Hoặc là mình có gắn link về TikTok hay là YouTube, mọi người có thể vô để xem và tham khảo thêm các hình xăm ha. Và các bạn cùng ngắm lại hình xăm trên người của Phượng nha. Ta-dang! Mọi người thấy không? Cực kỳ đẹp và sắc nét luôn. Rồi, chúc các bạn có một ngày tuyệt vời nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bye bye.